Hai anh em chúng em đã quay trở lại kênh Cây Thêm. Thì có thể nhiều anh em chưa biết là Sen Đỏ đang free ship từ 0 đồng nhá. Nói chung là mọi đơn hàng anh em mua gì cũng free ship. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em sự kiện free ship 0 đồng trên Sen Đỏ cùng với cả một vài deal ngon trong tuần này nhá. Ok đây anh em. Thì đây là trang điều kiện áp dụng free ship toàn quốc trên Sen Đỏ. Thì từ nay đến 29 tháng 5 này, Sen Đỏ sẽ free ship toàn sàn, nhưng mà chỉ từ 4 giờ, từ 16 giờ đấy đến 16 giờ 59 phút, nói chung là từ 4 giờ đến 5 giờ chiều hàng ngày. Đó thì sẽ free ship toàn sàn mọi đơn hàng nhá. Còn những cái khung giờ khác thì sẽ có từng điều kiện ở đây. Đấy, em có thể xem qua. Link mình sẽ để dưới video này để anh em vào xem cho rõ nhá. Đó. Và sẽ free ship Hà Nội, Hồ Chí Minh cả ngày luôn. Đấy, riêng Hà Nội, Hồ Chí Minh thôi. Đến nay 9 tháng 5. Còn nếu anh em ở các tỉnh khác thì chúng ta sẽ free ship từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều nhá. Rồi anh em mua đơn gì cũng free ship, 0 đồng free ship, 1.000 free ship. Đó. Đây có chi tiết cái lịch, cái điều kiện áp dụng free ship trên Sen Đỏ này. Anh em thể xem qua nhá. Nói chung là free ship toàn quốc. Anh em nào ở Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không cần xem thời gian. Còn anh em ở các tỉnh khác thì chúng ta chỉ được free ship trong 1 tiếng thôi. Ok, ngoài free ship thì sự kiện sinh nhật trên Sen Đỏ cũng có rất là nhiều hàng 8.000 nhá. Đây, ấm siêu tốc 8.000 này. Đây chúng ta sẽ săn vào 11 giờ đến 11 rưỡi và 21 giờ đến 21 rưỡi. Đó, điện đồng hồ 8.000 các kiểu đây. Và hôm nay là đồ công nghệ 8.000. Đó, anh em này xem. Đây. Sẽ có khung giờ là 9 giờ này, đến 9 rưỡi này. Cắp sạc. Ốp điện thoại các thứ đây. Và trong Flex Sale cũng có 8.000 này. Đấy, đang bán cắp sạc 8.000 này. Đó vân vân. Túi đựng tai nghe 8.000, keo tai nghe 8.000 gì đấy, đèn 8.000. Gì đấy rất là nhiều điên 8.000 thôi, anh em gọi là mua vết nhẹ 8.000 free ship luôn. Nhưng anh em ở Hà Nội, Hồ Chí Minh. Còn anh em ở tỉnh khác thì anh em đợi đến 4 giờ nhá. 4 giờ để mua để free ship. Đó là trên Sen Đỏ. Mình nói qua trên Lazada cũng có một cái sự kiện khá là ngon, đó là ngày mai nhá, ngày 26 tháng 5. Thì anh em sẽ theo dõi cái gian hàng này trên Lazada này và sẽ may mắn, nếu mà có cơ hội thì sẽ may mắn trúng được cái con điện thoại này. Đó, hay là ngày mai sẽ có đập hộp. Đấy, lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 5. Đấy, anh em xem livestream này, đập hộp trên cái trang này, mình sẽ để link dưới video nhá. Đấy, xem và sẽ có cơ hội nhận được cái điện thoại này ở trong livestream. Đấy, và cái sạc dự phòng Remax. Đấy, điện thoại này đang bán trên Lazada với giá là 2.390.000. Đó, ngày mai anh em nhớ xem livestream nhá, biết đâu may mắn thì nhận được thôi. Hên xui. Hoặc là chúng ta sẽ theo dõi cái gian hàng này từ 19 đến 26 tháng 5 này, mai là cuối cùng rồi. Đấy thì cũng hên xui. Sẽ nhận được cái điện thoại này. Còn những cái deal ngon hàng ngày ấy thì mình đều chia sẻ ở web mua rẻ club. Anh em vào web mua rẻ club xong vào cái mục link tổng này này. Hôm nay 25 tháng 5. Đấy, xong rồi kéo xuống dưới này. Đó, đây. Hôm nay có cái deal mình vừa đặt xong. Rất là ngon luôn đây. Áo thun không đồng luôn. Đó, có cái mã 20.000 dưới sản phẩm, cái tên sản phẩm. Đây, mã giảm 20.000 đơn 20.000. Đó, anh em sẽ đặt mã này. Anh em sẽ đặt sản phẩm này. Thì lưu ý là đặt cái sản phẩm này là size XS nhá. Size XS là size nhỏ nhất đấy thì 20.000. Còn những cái size to hơn thì nó 35.000. Thì cái áo này free ship luôn. Đó. Đây, cái này đơn căn bản là mình vừa đặt rồi. Anh em nào muốn đặt tiếp thì tạo tài khoản khác để đặt tiếp thì áp được cái mã này. Mình vừa đặt xong. Đây, free ship này. Để xong lại còn mã giảm 20.000. Đơn hàng mình vừa đặt đây. Đây, cái đơn mình vừa đặt này. Đó. Không đồng. Mình đặt size nhỏ nhất XS 20.000. Còn nếu mà anh em đặt size to hơn thì trả 15.000 thôi. Vì vừa free ship vừa áp được cái mã 20.000 vừa đấy. Mỗi tài khoản chỉ áp được một mã thôi nhá. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đó là một vài cái deal ngon là mình muốn giới thiệu trong video này. Và sự kiện free ship không đồng trên Sen Đỏ toàn quốc. Mình kết thúc video này nhá. Anh em cảm thấy video hay thì đăng ký kênh để nhận được những cái sự kiện hot và những cái mã hot khác mới nhất mình sẽ đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.